đã từng sống chung với cô gái khác. Đây là câu chuyện của ai? Con bé chủ đề này rất hợp với em luôn Gia Linh. Không có. Cái câu rộng ràng. Không, câu chuyện này á là câu chuyện của một người bạn của em thôi. À. Chứ em thì chưa có gặp người nào hơn quá. Đừng gặp nha. Là cái chàng trai này đã từng có quá khứ là sống chung với một người con gái khác, nhưng mà cái thông tin này không được xác thực. Mà chỉ được nghe từ những cái người ngoài nói với cái cô gái này thôi. Nhưng mà cô gái này nghe và tin đó là sự thật. Và cô nói với em là nói chung là chị không muốn tìm hiểu, tại vì chị nghĩ là không có lửa thì làm sao mà có khói. Cho nên là không phải tự dưng mà người ta nói như vậy. Cho nên là chị chia tay luôn. Chị không nói lý do là chị đã biết gì quá khứ của anh ấy, mà cũng không hề tìm hiểu luôn. Có nghĩa là bị tổn thương hay là bị bức xúc gì đó, cái chị chia tay luôn. Rồi cái xong chị khóc lóc, chị đau khổ này kia. Nhưng mà em lúc đó em không biết phải xử sự sao. Tại vì em nói, ủa tại sao chị không tìm hiểu? Nếu là em á, thì em sẽ đi hỏi cho bằng được. Nhưng mà chị không tìm hiểu. Và chị cho là cái chuyện đó là chuyện không có chấp nhận được. Thì em hỏi mọi người là mọi người có chấp nhận được không? Nếu đó là sự thật. Thực ra cái câu chuyện của bạn em sẽ rất là khó để nói, tại vì bạn em chưa tìm hiểu. Thì bây giờ mình đặt cái thành vấn đề chung đi. Nếu như bạn trai của mình từng có một cái khoảng thời gian sống chung với bạn gái cũ trước đó, thì bạn có chấp nhận cái chuyện đó hay không? Đây, cái cô gái. Cái cô gái nào chấp nhận được? Ai chấp nhận được? Giơ tay, chúng tôi muốn thấy được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó. Ý là bản thân của em không biết là nên chấp nhận hay không. Chấp nhận và người chấp nhận. Nó là quá khứ mà, đâu có lý do gì mà không chấp nhận được đâu. Đó là tùy tính cách mỗi người đúng không? Em thì em không chấp nhận. Nhưng mà tại vì em đang không biết nè. Trong tình cảm thì nên bị tha những cái đó, tại vì những cái đó nó sẽ khó chịu. Và khi nào em cũng kiểu như cảm giác tổn thương là và nguy hiểm là một ngày thì người ta sẽ bỏ mình hay sao đó, dạng như vậy. Không, thực ra anh nghĩ như thế này, em phải suy nghĩ thoáng hơn một chút xíu. Là bởi vì khi mà yêu nhau thì ai cũng muốn là mình sẽ cưới nhau và đi đến một cái điểm chung gì đó với nhau. Thì cái chuyện là bắt đầu ở thời điểm hiện tại, ở xã hội hiện tại, có thể là họ ở chung với nhau, chuyện rất là bình thường. Tại vì chả ai nghĩ là sẽ chia tay nhau cả, đúng không? Cho nên là cái chuyện mà họ ở với nhau có chuyện rất là bình thường, nếu như cả hai chấp nhận được và cả gia đình của hai bên cũng sẵn sàng về chuyện đó. Anh nghĩ là cô gái đó làm gì cũng có thể là đúng. Tại vì cô gái đó không còn thương anh này nữa, và cũng đã có nhiều cái tật xấu, không nói là trai gái nha, nhiều cái tật xấu của cái anh chàng này khiến cho cô gái đó bất mãn nhiều thứ. Và bây giờ là đây là cái cớ để cho cô ấy đó bỏ anh ta rất là dễ dàng, để đi tìm một cái tình yêu khác, hoặc là tạm ngưng không yêu nữa để cho mình thoải mái hơn. Cũng có thể là một lý do đúng của cô gái này. Nhưng mà bây giờ muốn hỏi cái bên phía các bạn trai nè, là nếu như bạn gái mình cũng từng sống chung với một người con trai khác trước đây, thì các bạn trai có chấp nhận được hay không? Nếu chuyện đó là trước khi em quen bạn gái của em á, đúng rồi, thì cái việc đó là ok, đó quá khứ. Mặt bị căng quá. Nhưng mà cũng bị mát thì lại tùy nha. Thật sự là con gái nó cũng hơi bị dễ dãi quá, tại vì mình chưa có danh phận mà mình dọn vô mình ở chung với nhau. Thôi em đừng có xạo. Nhưng mà vẫn có trường hợp đó, vẫn có trường hợp đó. Thẳng tay. Là khi... Ủa em không nghĩ người ta quá yêu em, người ta phải tạm xa gia đình em để ở bên cạnh lo lắng cho em sao? Đúng rồi. Đâu có nói được gì đó. Hai người ở chung với nhau nhiều chuyện xa lắm. Thương là không có gì. Nhưng mà nó lục lục ra là rất là nhiều. Có những cái trường hợp mình cảm thấy cạn lời, không muốn chém nữa. Bởi vì đối với cái ca này là thôi, bỏ qua luôn cho rồi đi, đừng nói tới mà lấy. Thôi chị nói mà. Cho Phương nói một câu là thật là tội nghiệp cho cô gái nào đang quen với em. Nhưng mà chị hiểu không? Nhưng mà con gái khi mà chưa có gì hết mà quen nhau này á, là ba mẹ em sẽ... Em nói câu này, mai mốt cái người mà em đang yêu á, đang coi truyền hình nè, không dám tới nhà em, không dám gặp em khi nào mà đám cưới rồi mới dám ở chung với em. Là không dám kể. Cho em bảo vệ anh Vinmax xíu được không? Tại vì á, cô này là truyền thống. Anh nói như vậy á thì có lẽ là cái điều mà mọi người nói ở đây là anh sẽ làm tổn thương cái bạn gái nếu như đã từng như vậy. Nhưng mà cái điều này anh làm rất hay là khi bạn nào coi á, bạn đó sẽ rút kinh nghiệm và hạn chế nếu có thể kìm bản thân mình lại. Cái đó là tốt mà. Chưa, khó lắm em. Cái đó khó lắm. Cái đó là tùy người nữa. Cái đó khó lắm, cái đó không dễ đâu. Nhưng mà em đã từng ngồi nói chuyện với một phụ huynh nha, phụ huynh của bạn em là người nữ kia, vì lý do gia đình cho nên là qua ở chung với nhà bạn trai, thì mẹ có ở chung luôn, thì bác gái lại chia sẻ với mình rằng bác gái không thích con gái như vậy. Đúng. Rõ ràng.
Tự nhiên chưa gì hết qua nhà người ta ở rồi. Em nghĩ người lớn đa phần không ai thích. Đúng rồi, chẳng ai thích chuyện đó. Thật ra nên là cái chuyện là ở riêng chứ đừng có ở chung mà khi có ba mẹ. Nhưng mà người trong cuộc luôn là hiểu chuyện như thế nào, mình ngoài cuộc. Cái trường hợp này là ở riêng. Hai người ra ở riêng chứ không phải là dọn về nhà của một. Đúng rồi, nên là ra ở riêng với nhau cái chuyện nó sẽ dễ xử lý hơn về sau. Em nghĩ là ra ở riêng thế nào thì nó có một cái, nó khỏi có lý do gì đó. Chứ anh mới nói là tùy trường hợp của cả gia đình nữa cơ, đó là tùy thuộc vào. Ví dụ như em không bao giờ làm chuyện đó rồi đó, tại vì em thường thích sống với mẹ em hơn. Thì bởi vì em mới nói là thật ra cái trường hợp này là phần đông ở xã hội hiện tại các bạn trẻ thì sẽ chấp nhận được, nhưng mà vẫn có một số ít vẫn sẽ cân nhắc về cái chuyện đó. Như là Vmax và gia đình ở đây thì đó, cái chuyện hay ý mình chưa nghe anh Khánh nói á. Anh Khánh chấp nhận mà. Anh rất là đồng ý và chấp nhận chuyện đó, bởi vì thí dụ nếu như cô gái đó ở với một chàng trai khác rồi và không quen với chàng trai đó nữa và đến với mình, tức là chàng trai kia không phải là người yêu cô ấy thật lòng, hoặc là chia sẻ được những cái cô ấy đang cần, cho nên cô ấy cảm thấy bị tổn thương, hoặc là cô ấy cảm thấy là chưa có đúng với người mà cô ấy đang tìm và cô ấy chia tay. Khi cô ấy đến với mình là cô ấy cũng lại bắt đầu yêu lại thật lòng và cô ấy muốn tìm kiếm một tình yêu đích thực, thì tại sao mình lại không đồng ý cái chuyện đó? Đúng rồi, cái trường hợp đó thì nó quan trọng vẫn là rồi. Anh nói đúng, quan trọng vẫn là do mình, đúng không? Quan trọng vẫn là do mình có chấp nhận được hay không thôi. Rồi. Anh ấy từng có tình một đêm. Sao ít vậy? Sao đã ít vậy? Từng có tình một đêm. Đâu? Này phải câu chuyện này của ai? Xin chào mọi người, đây là câu chuyện của Mỹ Xoa. Riêng về cái ghế này thì chắc là hợp với em nhất. Không thôi, chưa nói hết. Cái ghế này có người vui mình Khánh. Ai ngồi ghế này cũng kỳ hết trơn. Cũng sao kỳ anh? Đây là câu chuyện của Mỹ Xoa, nhưng mà không phải là một cái câu chuyện của bản thân mình mà là của một người bạn thân. Thì đó, bạn của em có người bạn thân, xin lỗi bạn thân là đã kể quá nhiều câu chuyện trên truyền hình. Xong rồi đó thì cô này là lúc mà cổ mới có một cái mối tình với cái anh kia. Thì không biết là hai người quen nhau như thế nào. Bình thường bên ngoài thì em thấy rằng là vẫn rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc với nhau. Nhưng mà khi mà không có mặt anh kia, chỉ có bạn của em đi với em thôi, thì là con bé nó bắt đầu là nó than vãn, nó chì chiết, nó đay nghiến chỉ vì một vấn đề rằng là hôm có một cái ngày anh kia vô tình kể cho cái cô bạn của em nghe là anh đã từng có tình một đêm với một cái cô bé gì đó trên Instagram. Chỉ có như vậy thôi mà con bạn của em là kiểu như là không thể chấp nhận được và đánh giá rằng là đây là một cái người không tốt, một cái người không ra gì, tại sao lại có tình một đêm. Và cứ gặp em là cứ giống như là chút hết tất cả mọi thứ lên người em, giống như là em là anh chàng đó. Không phải, giống như em là cái cô mà một đêm với anh chàng đó đó chứ mà. Anh ghê quá, anh đốt nhà nhanh quá, anh đốt nhà lẻ quá. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó là quen nhau chưa? Lúc đó đã quen nhau là khoảng được 1-2 tháng rồi á. Nhưng mà cái tình một đêm mới là xảy ra trước khi quen đúng không? Đúng rồi, xảy ra trước khi quen. Quá khứ. Rồi, lại thì bây giờ cái này là vấn đề chung. Cái này là vấn đề chung luôn chứ không phải là của mình bạn. Nhưng mà tại vì chàng trai này đã chủ động kể với cô gái nghe là đã trong đây rồi, đúng không? Chứ có quyền giấu mà. Bây giờ mình hỏi thử nha. Các cô gái ở đây ai chấp nhận được cái chuyện rằng là bạn trai mình từng có tình một đêm với người khác trước khi quen mình? Bao nhiêu người chấp nhận được? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, đây là 6 người chấp nhận. Vậy tại sao 3 người kia không chấp nhận? Tôi muốn nghe ý kiến của 3 người kia. Thì nếu mà hỏi rõ ràng là chấp nhận hay không chấp nhận thì Trinh sẽ thiên về không chấp nhận. Còn nếu mà lỡ anh chàng nó có rồi thì chịu thôi. Đó, đúng rồi, giống vậy thì đó thì chịu thôi. Chứ còn mình đúng rồi. Nhưng mà thôi phải chịu rồi. Còn nếu mà thích hay không hay là không thích thì tất nhiên là mình không bao giờ muốn cái chuyện đó. Không biết là bây giờ là đã từng có quá khứ hay không? Đã từng có quá khứ, từng một đêm tình một đêm rồi. Nếu giờ chị quen người đó mà trong quá khứ mà nó từng vậy thì chị chấp nhận được không? À, chị vẫn quen tiếp. Nhưng mà trong lòng chị vẫn ghi mà chị ghi tay ấy. Chấp nhận quen tiếp nhưng mà lâu lâu vẫn lôi cái chuyện ra giống như là Phương vậy. Sao giờ này còn lén lén một đêm với người ta? Không phải đâu nha, mà cái đó mình có thể là một trong những lý do để mình xem xét dẫn tới chia tay về sau á. Đúng rồi. Ủa nhưng mà không em... nhưng mà nếu mà vậy cũng khó quá ha, tại vì cái đó là quá khứ của người ta mà. Đúng rồi, như là chứ nếu mà lấy cái chuyện đó để gọi là xem xét cho cái chuyện tương lai sau này thì nó thì đó mới gọi là thêm xem xét, có nghĩa là mình thấy là ô có một cái warning mark ở đây thì sau đó sẽ thêm một cái gì đó nữa thì mình sẽ chia tay. Ừ rồi, ok, đó là Miko. Còn Gia Linh thì sao? Chưa kinh nghiệm. Không, ý là tự nhiên lúc nãy em nghĩ là thôi không chấp nhận, nhưng mà vậy em chấp nhận à? Có quyền suy nghĩ lại. Có quyền suy nghĩ lại. Kỳ quá mấy bạn, kỳ quá. Rồi. Anh biết sao không? Nếu như nha,
không có kể với em mà để em biết á là không chấp nhận được, còn đúng. Kể với em suy nghĩ tử tế giống như em mới nghe đâu là kêu là giống như là cái con người cũng giống như quả bắp á, anh phải lột từ từ á thì mới thấy được cái lõi bên trong đúng không, thì anh nó đang lột ra hết những cái mà anh nó đã làm thì được cái lõi bên trong nó, thì lúc này lúc mình đang chiếm hữu cái lõi bên trong. Quên nha, còn cái củ vậy nha, còn cái củ bắp em thích lõi bắp nhưng không mà em nhiều lúc anh ấy không phải là bắp đâu mà anh ấy là củ hành đấy em. Không có gì bên trong hết, mình nên chậm trái chuối đi lột nó nhanh lột cái là thấy được bên trong. Nhưng không mà... nè, bây giờ nè, bây giờ mình thử hỏi nè, đó là tình một đêm, nhưng mà lỡ như đó không phải là tình một đêm mà là tình nhiều đêm thì sao? Bỏ không có vấn đề gì hết, cũng là quá khứ mà em. Đúng rồi, cũng là quá khứ mà. Tại vì bản tính con người rất khó thay đổi, người ta chỉ một vài lần thôi, còn quá nhiều chứng tỏ là họ có một cái sự nhưng mà gì kiểu giống như là nhiều lần nhưng mà mỗi lần với một cô không, nhưng mà cái vấn đề là nó là với một cô là càng tệ hại nữa. Với một cô nhiều lần, với cô nhiều lần giống như quen rồi. Nhiều đêm, một cô nhiều đêm. Nhiều lần thì chắc là hai người đó quen lâu chắc không sao. Dạ không quen, chắc là quen luôn. Không quen. Chỉ là người luôn. Tình với nhau thì sao? Người tình không bao giờ cưới. Chỉ là friend with benefit thôi thì sao? Cái gì ghê. Mời ra nói chuyện. Sao xoay nhỏ dữ vậy? Em nói là tại sao mọi người lại căng thẳng cái người như vậy? Em hỏi câu này, cho em hỏi câu này nè, em sẽ hỏi ngược anh đó là em sẽ nói nha, em cũng từng như vậy, anh chấp nhận em không? Nhận. Chấp nhận luôn hả? Không, đó là chuyện xử lý của em, đó là chuyện xử lý của em với anh đó. Nhưng mà bây giờ là em kìa, anh muốn biết em kìa. Trời ơi, tội nghiệp quá. Bây giờ chính cô gái cho anh Huy Khánh, tạm gọi là anh cho lớn hơn với thật anh trẻ hơn nhiều người ở đây lắm. Trời ơi, ai anh? Cho anh hỏi hai câu thôi, hỏi ngắn gọn hai câu thôi. Anh chàng đó kể về cái quá khứ của mình khi mà chưa quen với tụi em. Và khi mà anh ta nói vậy, anh ta là một người trung thực, một người dám nói lên cái quá khứ của mình, đúng hay sai? Sai. Đúng chứ sao sai? Đúng mà. Đúng. Đúng. Thấy đúng. Đang nói anh ta là người trung thực và dám kể về quá khứ. Hỏi tụi em ý tụi hay em. Đúng không? Không, cái câu đúng. Hỏi của anh là anh chàng đó kể về cái chuyện tình một đêm đó, anh ta là một người trung thực và dám kể về quá khứ là đúng hay sai? Đúng. Sai. Đúng. Rồi em là thuộc dạng cá biệt rồi. Coi như là bạn đã muốn chứng tỏ. Nhiều khi là muốn chứng tỏ nữa. Đúng. Nhiều khi thể hiện một cái gì đó nữa. Với cá nhân em dập đầu trước, kiểu giống như là nói trước á, sợ đường nào cũng biết, tại mình là mình kiểu như mình đã thì có cái đó vẫn là trung thực rồi. Không có cái đó là câu hỏi thứ hai câu hỏi thứ hai này hấp dẫn lắm nè. Nếu như anh chàng đó đang quen, đang yêu với tụi em và tiện kể là trong giai đoạn đó anh ta đã có một đêm với người khác, anh ta làm vậy là đúng hay sai? Sai. Hơi sai. Có hơi sai mà. Hơi sai, cái chuyện đó sẽ làm em hơi bực mình. Wow, vậy em người phụ nữ quá phóng khoáng. Ví dụ như là kể ngay từ, nhưng mà ý là cũng đã có kể có nói. Nhưng mà ví dụ như là đừng có để mà dự nhà quen nhau 1-2 năm rồi mới nói. Ví dụ như là mới quen nhau tầm 2-3 tháng hoặc nửa năm thì anh đó anh kể thì không sao. Tại vì cái vấn đề em thấy là mọi người hay bị căng thẳng về cái điều đó. Tức là những cái chuyện nó đã xảy ra trong quá khứ và trong đoạn quá khứ đó mình không hề tồn tại trong cuộc sống người ta. Thì mặc kệ nó đi, cứ suy nghĩ, cứ dằn vặt trong thì đầu đúng làm rồi. Gì, nó quá mệt. Thì khi mà anh đưa ra hai câu hỏi là một cái là đã là quá khứ, một cái là hiện tại. Đang trong lúc đấy, quen luôn. Đang trong lúc quen á, thì dụ như mà nếu như mà đã quen lâu rồi, 1-2 năm sau mà anh mới kể thì là em sẽ bực mình. Còn những khúc đầu quen nhau vẫn 2-3 tháng hay nửa năm thì đó vẫn là cái khoảng thời gian đầu. Mình có những chuyện nhiều khi mình cũng quên chứ, mình từ từ mình mới nhớ ra mình kể. Cho nên khi đặt ra hai câu hỏi đó thì anh kết luận lại là cái anh chàng mà cái trường hợp của em vừa mới kể là anh chàng đó là một người tốt chấp nhận được. Dạ, còn cái rồi. Trường hợp thứ hai nếu mà rơi vào hai anh chàng này là không bao giờ chấp nhận được. Là im luôn, không có kể luôn. Là sao dám kể đúng rồi, không nên kể, giấu luôn. Đúng rồi, kể ra là bị chửi. Nhưng mà anh nghĩ là không nên làm để khỏi phải ân hận gì cái chuyện đó. Không nên làm. Anh Khánh đã từng ân hận cho nên anh Khánh khuyên rằng em là không nên làm, kẻo coi chừng ân hận nhé. Kinh nghiệm bản thân. Không, nhưng mà cũng nói đi cũng phải nói lại, nếu như chưa làm thì biết có nên hay không. Chưa làm sao biết có nên hay không. Ủa vậy là bảo ý thì bảo là nói như vậy thôi, cái gì cũng có hai vì, vấn đề. Tại vì hai người đang yêu nhau chưa là vợ chồng, biết đâu cái cơ hội mà đi một đêm đó họ sẽ tìm được cái người vợ, cái người yêu mà họ sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được thì sao? Chứ không tính nói đâu. Nhưng chị càng thấy càng lúc câu chuyện nó đi một cái mức độ sai trái quá lớn nên là bất tức và phải nói. Thì nói hay quá chị đại nó. Không, bây giờ chị đại bảo vệ nè, chị đại bảo vệ nữ nè. Đại nha. Vấn đề ở đây không phải phân tích là bạn đó nói lúc nào. Mà vấn đề là người đàn ông tinh tế không bao giờ đi khoe cái chuyện đó với người yêu. Hay quá. Nó không phải là khoe. Ủa bây giờ nói ra để cho người ta lo hả? Nói ra để cho người ta buồn hả? Nói ra để cho người ta suy nghĩ hả? Chỉ để chứng tỏ anh từng là một người đàn ông rất hào hoa, phong nhã, chén được cô này, chén được cô kia. Nói ra làm chi? Tại vì em đang suy nghĩ câu đó theo chị sai. Một người đàn ông tử tế là
phải biết làm cái gì, nói cái gì khiến cho người yêu của mình tổn thương. Những chuyện đó không nên nói. Anh làm cái gì trong quá khứ thì anh im đi, tuy anh nói làm gì, nói cho tôi suy nghĩ hả? Gọi là yêu thương mà trung thực á hả? Nhưng mà nếu như mà ta không nói mà một ngày nói Chi phát hiện ra thì đúng là sao? Tao có thể là hỏi thêm nha, chứ không phải là đang argue nha, hỏi thêm. Thà để Chi tự tìm hiểu ra. Chi xác nhận nha, trong quá khứ chị không kè. Ủa quá khứ người ta, mình đâu có trân trọng đâu, tự nhiên mình đi quan tâm. Nhưng mà cũng đừng có đi nói mặt Chi, trời ơi. Không, đây tại vì Chi là một cái dạng khác. Tại vì có rất là nhiều người mà người ta không được kể, mà người ta tự tìm hiểu ra thì chuyện không có được. Chính xác, nhưng em là hiểu không, đó là cái dạng người khác nữa. Cho nên là mình đây là có nhiều dạng khác nhau. Đừng có khoe mẹ ở đây, không có gì tự hào khi là người có thể làm tổn thương phụ nữ hết. Chị em đang đặt nặng cái chuyện đó là từ khoe. Nếu như là cái từ mà kể về quá khứ và chia sẻ nó sẽ nhẹ nhàng hơn cái từ khoe là nhiều. Tại em đang đi theo hướng là khoe cho nên em bị nặng nề cái chuyện đó thôi. Không, em cảm thấy là chia sẻ một cái việc mà mình chắc chắn là người bạn của mình nghe sẽ buồn. Anh ơi, anh đang nói đến cái chuyện anh từng thân mật với một người phụ nữ khác, với người yêu của anh nghĩ cổ vui hả? Ơ, vậy hả anh? Never. Người ta phải khó chịu chứ anh. Nên là mình đừng nói những gì mà trong quá khứ của mình, yêu ai là chuyện của mình. Còn khi đã trong một mối quan hệ mới, mình phải tôn trọng người mới. Nói chung cái này là phải phụ thuộc vào người đàn ông, là phải biết tính của người bạn gái mình như thế nào. Nếu như bạn gái mình cảm thấy khó chịu với những chuyện đó thì thôi tốt nhất là không kể. Nhưng nếu có hỏi thì phải chân thật trả lời. Chính chốt một giếm. Câu vậy được không? Ngắn thôi. Có nghĩa là nếu người bạn gái hỏi anh đã từng có tình một đêm chưa, rồi anh trả lời là có nghĩa là trung thực. Còn tự nhiên hai người đang vui vẻ đang đi chơi, em hồi đó anh có tình một đêm với con nhỏ kia. Là đừng nên kể đúng không? Đúng không? Vậy được không? Rồi. Hợp lý nè. Nói chung là thống nhất rằng là các bạn nam nếu như có nên giấu, có thì im luôn, không có giấu, mình im bình thường thôi, mình đừng nói gì hết. Dạ ngu. Khi nào mà bạn gái mình kể thì hãy chân thành trả lời là có hay không. Rồi, cách hợp đó là cách xử lý tốt nhất, đúng không? Rồi, ok.